Bom ơi, đi về. Ấy, này 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 này, húi húi, đa điểu sợ này. Có đúng không? Ấy, cứ thế thôi đấy. Nó không có sợ đâu các bạn. Đuổi đa điểu, đuổi đa điểu, đuổi đa điểu. Một lần đa điểu như mình tí gãy chân vì nó đấy. Tức là nó đuổi, con đa điểu này. Đa điểu sợ thì nó nhảy vào trong cái bếp bếp kia của nhà mình nhỉ. Thế là may ngã không gãy chân các bạn. Chứ nếu mà đa điểu ngã mà gãy chân thì thôi, nó cũng giống như dòng ngựa. Chị cho hỏi bao nhiêu tiền một lạng tôm này đây chị? Tôm này 15.000 à? Chị để cho em một lạng nhá. Vâng. Có con bống sống nào không chị? Chắc là không còn. Bống thì nó không sống được, chỉ có tôm thôi. Bống thì nó chết mất. Vâng. Vậy là cũng đã gần hết cái chợ rồi các bạn ạ. Hôm nay thì cũng tranh thủ ra chợ như một vài ý kiến của các bạn ở cái video ngày hôm qua ấy. Thì các bạn bảo mình bảo là thả thêm một vài con tôm vào trong cái bể cá. Thế là hôm nay thì lại tranh thủ ra chợ. Thì ở đầu video cho Long Đen đã gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Mình đang lượn một vài vòng chợ để nhớ lại về cái một vài lần mình đi chợ. Cái phiên chợ hôm nay thì nó chưa có đông. Nếu như mà vào chủ nhật thì nó sẽ đông hơn. Còn thì sang tháng ấy các bạn, sang tháng thì có khả năng là vào chợ Tết rồi thì người ta sẽ bán nhiều đồ hơn. Còn thì bây giờ hôm nay mới chỉ là chợ phiên thôi. Cứ bắt đầu sang tháng 12 một cái là chợ nào thì lịch Tết này, hoa Tết này, rồi thì quần áo này, nhiều thứ để kiểu như là phục vụ dần cho ngày Tết ấy. Thôi đã hết vòng chợ rồi, bây giờ thì mình tiến hành đi về thôi. Về tới nhà rồi các bạn ạ. Chẳng biết là các bạn đã từng có cái tuổi thơ như mình chưa. Thế nhưng mà mình nhớ là kiểu như ngày mọi năm ấy, là cứ mỗi một phiên chợ mẹ mình đi chợ bán rau lại bớt ra kiểu vài nghìn, vài đồng, kiểu như là để chuẩn bị là mua quần áo cho con về tháng, bắt đầu từ tháng 12 trở đi là sắm dần Tết. Hôm nay phiên chợ này thì đi mua măng, phiên chợ sau thì lại mua miến, rồi phiên chợ sau sau nữa thì lại mua quần áo. Rồi nói chung là hay lắm các bạn ạ. Đúng là người ta bảo là thời gian đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Đó chính là những cái ký ức đẹp thôi các bạn, ký ức của một thời. Có lẽ thì trong video nhiều khi mình cũng một vài dòng tâm sự kiểu như kể về cái mọi năm ấy, thì đó là một cái kỷ niệm đẹp của mình mà. Thì mọi năm cuộc sống nó vất vả lắm các bạn. Cứ mỗi một phiên chợ như mình kể đấy, phiên thì mẹ mình đi chợ về lãi được bao nhiêu thì lại mua hương, rồi mua những đồ Tết. Sau đến quay trở lại chiều 30 Tết là được phiên chợ, là lúc đó là quay trở lại mua thịt, mua giò, thế là hết một năm vất vả. Thì quay trở lại cái video của ngày hôm qua thì đấy, có cái bình luận có một bạn bảo mình là như vậy. Thì trước kia thì mình cũng có một cái con tôm ở trong này, con tôm nó to bằng ngón tay út cơ các bạn ạ. Thì cũng mình chẳng hiểu tại sao sau khi mà ở cái bể kia thì nó sống, mà quay sang cái bể này thì nó, mình chẳng hiểu vì sao nó lại chết. Thì đến hôm nay thì mình lại bổ sung thêm một vài cái con tôm sống vào để cho nó đẹp. Bởi vì là con tôm này nó cũng hay mà, nó có thể là nó nhặt nhạnh được những cái thức ăn thừa thãi ở phía dưới cái bể cá. Và nó có lớn hay không thì mình nghĩ là chắc chắn là thức ăn mà đầy đủ và môi trường sống nó tốt thì là nó cũng có thể là nó sống thôi. Do bây giờ mình thả nó xuống cho nó đẹp một vài con thôi. À, ngon lành rồi, đẹp đấy, bơi đẹp đấy. Các bạn bảo nó có lớn không? Mình nghĩ chắc là nó có lớn chứ, bởi vì là như các bạn biết, cái con gì vậy thôi, môi trường sinh sống của nó có đủ cái ăn là nó sẽ sống thôi. Còn nếu mà mua tôm màu thì cũng được thôi, nhưng mình nghĩ cái tôm màu cảnh ấy thì nó kiểu như là nó không lớn. Thì thôi mình cứ nuôi con gì vậy, nó có sự phát triển là mình thích rồi. Định thả thêm con cua vào, thế nhưng mà cái con cua thì mình sợ nó không có chỗ nó trèo bò lên ấy, thì nó cũng khó sống hơn. Thôi chết, có một hai con mình nhặt đúng phải con tôm yếu rồi. Thôi cũng chỉ vậy thôi các bạn nhỉ, nhiều quá nó cũng không đẹp đâu. Nếu như chăng mà sau này mà nó có chật chội quá, mà kiểu như mình gọi là cái đam mê của mình mà nó được mở rộng ra, thì là mình sẽ làm tiếp một cái bể ở bên kia kìa. Một cái bể kính như này. Thì bể kính thì nhiều khi là nhìn cá hoặc nhìn những con vật nó phát triển nó dễ hơn các bạn. Không phải. Cái con cá kia nó ăn con tôm chết các bạn. Cái con cá mập. Quay trở lại cái câu chuyện hôm qua ấy, thì các bạn bảo đây là cái con cá cha, cá ba sa, mình biết rồi mà. Thế cho nên là mình cũng đặt cái tiêu đề nó hơi giật một chút xíu thôi, gọi là để thay đổi cái câu chuyện một chút, chứ cũng chẳng có ý gì đâu. Mà nó thực ra nó là cá giống cá cha, cá ba sa ở trong miền Nam ấy. Hóa ra là cái con cá kia nó ăn đồ chết các bạn, nó ăn đồ những cái con chết ở trong bể. Xem ra như thế là cũng hay đúng không nhỉ? Cứ cái con nọ mà chết thì con kia nó lại dọn cho, chả sao cả. Hay đấy, được. Thế thì mình cho thêm một hai con chết vào đi. Nếu như mà sau này mà cuộc đời mình mà có may mắn mà có giàu đi chăng nữa các bạn, thật sự nếu mà sau này mà có giàu đi chăng nữa
chắc hẳn là sẽ không bao giờ mình quên được những cái kỷ niệm mà của những cái phiên chợ Tết với những cái bộ quần áo mới. Chắc chắn là sẽ không bao giờ quên đâu. Nó ăn sâu vào trong tâm trí của mình rồi các bạn ạ. Mẹ mua được cho bộ quần áo giữa tháng 12 âm lịch mà chờ bao giờ đã đến, coi như là sang mùng 1 Tết mới được mặc. Mặc xong 3 ngày Tết mà còn chán chê, sau này mới bắt đầu lại mang ra để mặc tiếp nữa. Nó giữ gìn, mỗi một năm chỉ được một bộ quần áo thôi, cho nên là phải giữ gìn ghê gớm, kinh khủng lắm. Và bây giờ thì mình lại mang thức ăn vào cho đôi vịt Uyên Hương này của mình. Thì tiện thì bởi vì là hôm nay nó cũng thừa, mua được nhiều quá nó cũng thừa ra, thì thay đổi một chút món ăn cho cặp vịt Uyên Hương. Và nó cũng sắp sửa vào mùa sinh sản rồi. Đây là cái cám sinh sản cho nó đấy các bạn, gọi là cám vịt đẻ ấy. Từ ngày mà mình mua được cái cám vịt đẻ này đến giờ thì mình cũng đỡ cho ăn tôm hơn, đỡ tốn tiền hơn. Chỉ mong sao là chúng nó có sự phát triển lành mạnh và khỏe khoắn thôi. Còn cái bể này thì cũng định dọn vệ sinh lâu ghê rồi nhưng mà không có dám dọn các bạn. Vì là thời tiết nó đang thay đổi như này mà dọn đi thì sợ cá nó lại ảnh hưởng, cho nên mình không có dám dọn đâu. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình mang sang cho cái bể bên kia thôi. Bên này thì cặp vịt bên này thì nó không được rộng rãi ở cái bể như cặp vịt bên kia. Thế nhưng mà ở chỗ này thì nó lại yên tĩnh hơn ở bên kia. Và đây cũng là cái nơi sinh sản của cái cặp vịt này của năm ngoái của mình đấy. Thức ăn thì mình cũng vẫn bổ sung cho cả rau, cả cám vịt đẻ nữa. Để đây thì để, nhưng mà cái con khiếu ấy, con khiếu nó cũng xuống đây nó ăn đấy. Trong này của mình còn cặp khiếu nữa. Bọn khiếu này nó ăn tạp lắm các bạn ạ. Không biết là các bạn có hiểu nhiều về cái cặp khiếu không hoặc là lui khiếu không. Thế nhưng mà mình để ý á, là nó bới cả run luôn, bới cả run nó ăn, nó ăn như gà ấy. Được cái bọn này nuôi khiếu này nó cũng hay. Đâu ấy nhỉ? Hiu. Tò mò ngắm gì đây? Thôi ăn đi nhá. Lại quay về cái bể cá cò này của mình các bạn. Mỗi một ngày là mình phải cho ăn một lần và kiểm tra sức khỏe của nó, đặc biệt là cái trời rét này này là phải kiểm tra. Vừa rồi thì cho vịt ăn thì nhiều hẳn các bạn cũng sẽ thắc mắc là người chả có mà ăn tôm như vậy mà tại sao cho những con vật ăn như vậy, đúng không? Chắc hẳn là sẽ có người sẽ nghĩ mình như vậy. Thế nhưng mà đối với mình chăm sóc những con vật ấy các bạn ạ, mình chẳng bao giờ tính toán đến mức là tao chẳng có gì để cho ăn hoặc là mày cũng có như thế, thì không, mình không nghĩ như vậy đâu. Mình chỉ nghĩ đơn giản là chúng nó có sự phát triển lớn lên là mình vui rồi và mình thích rồi. Điều mình quan trọng là như vậy thôi. Mỗi một ngày vào lại phải kiểm tra múc một lần lên thế này các bạn này, là xem nếu như mà chúng nó sống sót tỷ lệ có nhiều không và chúng nó có lớn hơn được tí nào không. Cũng rất chi là quan tâm tới chúng nó. Vì là cái trời mùa đông của miền Bắc thì các bạn biết rồi, sợ lắm. Ở trong này thì nó cũng nhiều ghê ấy. Ở đây cũng lớn ghê các bạn này, cũng to ghê rồi đây. Artemia mình vẫn cho ăn đều mà, cho nên là chúng nó cũng sẵn mồi, sẵn cái ăn luôn. Đây hai con này, ba con này là có một con nó to nhất này. Nhiều khi cái con to hơn nó phát triển mạnh hơn, còn con bé thì có khi nhiều khi nó lại không động. Tỷ lệ thành công của nó chỉ được 50 hoặc thậm chí còn 30% thôi. Rồi để bây giờ mình kiểm tra nốt mấy con cá của mình nữa các bạn. Cũng là coi như là yên tâm với tất cả những con vật rồi. Bởi vì là mọi cái AV mình che đậy hết rồi mà, cho nên cũng chẳng nhìn được mấy đâu. Bom, đi về. Đi về, đi đi. Vào đây. Bom đây. Bom. Bom chưa? Đi về. Bom chưa? Đi. Nhanh lên, chết rét rồi, nhanh lên. Nhanh lên. Chết rồi, đi rồi. Đi rồi các bạn ạ. Con này một lần cũng đã đi rồi nhưng mà tìm mãi mới được về này. Chỉ cần mở cửa ra một cái hoặc là ra mở cửa cho ăn một cái là nó phi ra ngay, nó bỏ ngay. Mỗi một lần nó đi ấy, là nó đi đằng cửa sau kìa, là nó đi ra đằng soi các bạn, là đi tìm vất vả lắm. Kiểu như là nó kiểu như nó vẫn chưa thuần nhà ấy. Bom đi về đi. Đi về bom ơi. Chết, mình không xuống được gần đâu, xuống gần là nó bắt đầu nhe răng nhe lợi ra ấy. Kiểu như là các bạn hiểu không, cái kiểu như giống chó già ấy, là bao giờ nó cũng khó thuần hơn kiểu như là chó non. Chó thuần, chó người ta bảo chó thì thường chỉ một chủ, có con nào thì
nó ngoan ngoãn lắm thì nó theo hai hoặc ba chủ, là kiểu như mình, như mình gọi là cái giống như con chó vâu của nhà mình ấy, thì nó là thứ nhất nó con cái, thứ hai đây là nó con đực, nó ngỗ nghịch hơn, nó toàn đi theo cái thôi. Mặc dù là nó bị thiến rồi nhưng nó chạy theo cái. Hôm mà đi sổng ra soi kìa là đi tìm mãi ở vòng ở dưới kia chỗ ngày xưa mình tìm con mìm bịp các bạn. Ba bom bom ơi, đi ra. Ấy này 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 này, húi húi đà điểu sợ này. Có chúng không? Đấy, cứ thế rồi đấy. Đi vào. Đi. Đi vào. Nhục thế nhỉ. Đi vào. Vào. Nó không có sợ đâu các bạn. Đuổi đà điểu à? Đuổi đà điểu à? Đuổi đà điểu à? Một lần đà điểu như mình tí gãy chân vì nó đấy. Tức là nó đuổi. Nó đuổi con đà điểu này. Đà điểu sợ thì nó nhảy vào trong cái bếp kia của nhà mình nhỉ. Thế là may ngã không gãy chân các bạn. Chứ nếu mà đà điểu ngã mà gãy chân thì thôi, nó cũng giống như dòng ngựa là chỉ có thịt thôi. Có thấy ở về đấy không em ơi? Thử thò đầu ra ở cái vế bờ sông như em có lần trước là nó cũng ở bờ sông đấy. À, thật sự là đến cái con chó vằn của nhà mình cha vừa rồi cũng phải xích nhiều vào các bạn, bởi vì là đợt này ấy, chắc là cuối năm rồi hay sao ấy, kiểu như là người ta thả bả ấy. Tối đến là người ta đi thả bả hết dọc cái đường đi này này. À, hoặc tầm 2 giờ sáng người ta thả bả thì bắt đầu đến tầm 7 8 giờ sáng là bắt đầu người ta bắt đầu đi thu bả vào. Bả chó này thì chỉ cần chó ngửi vào một cái thôi là cũng có thể là nó chết ấy. Mình chỉ sợ như vậy, lần trước là cũng đi tìm ở mãi phía kia là nó nhẩn nhơ ở phía kia. Cái giống chó đực này nó như vậy. Lần này cũng thấy vất vả thật. Nhiều khi nó không bình yên như các bạn thường nghĩ đâu. Mình chỉ ngại vấn đề là không may người ta gửi mình nuôi hộ mà không may nó mất thì mình cũng ngại thôi, chứ còn nếu mà trong trường hợp mà nó đi mà nó trả về hoặc là không may nó dính phải bả người ta bả thì mình cũng phải chịu thua thôi. Thì lần trước mất trượt mình đã cố gắng đi tìm lắm rồi nhưng lần này cũng không thấy nữa. Lần trước cái con bông của mình thế nó cũng đi ghê lắm, nó đi mãi lên cách khu vực mình chỉ tay này khoảng tầm 1 cây số. Cái giống chó đực nó chạy nhanh kinh khủng lắm, không hiểu sao nó lại thế. Phức tạp phết đấy. Thôi mất rồi, lần này thì mất thật rồi. Bom mới bem gì, mất rồi, đi rồi. Này, đi theo mái rồi. À, vừa đấy là mình phóng xe máy là ra cái vế bằng bờ chuông của quê mình là cũng không thấy có. Dọc đi vừa đấy mình dọc theo cái bờ sông này cũng không thấy có nữa các bạn. Nó đi rồi. À, nếu như mà xem cái video này, nếu như mà chủ cũ mà có biết được thì cũng mong thông cảm, mình cũng cố gắng đi tìm hết sức rồi. Nó sổng trượt một lần rồi mình đã tìm được rồi, nhưng lần này mà không thấy được thì bạn thông cảm cho mình nhé, vợ chồng thì bạn thông cảm cho mình là nó kiểu mình gọi là thôi đơn giản là nó không có duyên các bạn. Như vừa nãy mình nói rồi, chỉ cần cho tay vào để đưa thức ăn vào một cái thôi là nó có thể là nó nẻn ra ngay, phi nó chạy ngay. Thế thì thôi về đi em ơi, không thấy thì về thôi. Về đây, ra đây, nhanh lên. Cứ như vâu này này là con cái cho nên nó không có sợ gì cả đâu. Bơ kia là vằn là ma nguy hiểm lắm này. Ra đây để tắm nắng nha, có một tí nắng nghe nhói lên rồi, tắm đi cho nó nắng lên cho ghẻ ăn ra nhớ chưa. Lớn lên nay mai này giống như kiểu như con bông ấy, mấy là con bom ấy, được đi cái là đi mất hút luôn nghe. Nuôi chó này các bạn này, thôi thì cái câu chuyện nó đã xảy ra rồi, mà tất cả những con vật đến với mình thì nó đều là cái duyên thôi. Con nào hết duyên thì nó sẽ đi, mình cũng kể mà không tiếc thì cũng không đúng. Thế nhưng mà nếu mà nó mà vẫn cứ giữ ý tính mà kiểu như nó bỏ nhà đi hoặc theo cái thì không trước thì sau gì nó cũng đi thôi các bạn, bởi vì là cái giống chó đực nó tệ lắm. Ví dụ như con chó bơ này của mình vậy thôi. Sau nay mai lớn lên là lại phải sắm một cái chuồng đấy. Bé chưa biết gì thì không sao, nó ở nhà nó chơi với mình nên. Nay mai mà nó lớn lên một cái nó biết một cái thôi là nó đi theo cái ngay, là phải sắm chuồng cho nó.
Còn bây giờ thì cái câu chuyện nó đã qua rồi, mong sao là các bạn thông cảm cho mình, cũng không ai mong muốn là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Và bây giờ thì mình cũng xin phép mình dừng video để tắm nắng cho vài con chó của mình, tranh thủ nó có tí nắng ấy, thì mình lại tắm cho chúng nó một chút. Rồi, ngoan nhá. Rồi, chào các bạn. Nào, nhảy lên. Thôi, cuốn quýt vừa thôi. Nhá.